Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức Hỗ trợ các bạn à, ôn tập dự tuyển công chức viên chức Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo à, với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang Theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 và 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm À, phần mềm hình thức trắc nghiệm phân chấm là phần mềm phi lợi nhuận. Sau khi các bạn kết nối zalo với thầy giáo, à, các bạn sẽ nhận được tin nhắn à, video hướng dẫn cái phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu. À, các bạn có thể xem à, sau đó à, các bạn đăng nhập vào phần mềm. Các video à, hướng dẫn phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm à, cho các tài liệu à, hoàn toàn miễn phí để à, các bạn là đăng ký kênh. À, nếu các bạn xem video hay và bổ ích À, chưa chạm tay vào nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để các bạn được hai cái tiện ích một là xem video hướng dẫn theo à, từng tài liệu hai là à, các có video hướng dẫn mới các bạn nhận được sớm nhất hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm theo phương pháp tư duy à, đó là à, thông qua cái tài liệu, tài liệu à, các bạn phải học đó là tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương à, ban hành kèm theo cái quyết định 3309 của Học viện Hành chính Quốc gia ban hành 17 tháng 8 năm 2022. Đây là một tài liệu khá đầy đủ và khá chi tiết đối với ngạch chuyên viên. Nhưng mà nó hơi dài, nó tầm 500 trang. Vì vậy, để làm thế nào để chúng ta nắm tốt tài liệu này? Thì phương pháp học là chúng ta ngoài cái nghe ở trên dạng đường, chúng ta có thể học câu hỏi trắc nghiệm ở trên phần À, câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm của thầy đây Hình thức trách nghiệm.vn Thì các bạn nghe à, câu, Nghe giảng à, Trên giảng đường rất tốt à, Các bạn có thể à, Tham khảo thêm cái phương pháp Học câu hỏi trách nghiệm của thầy Trên phần mềm của thầy à, Và à, phần Thầy đã chia nhỏ các ý à, Của từng chuyên đề à, Đưa vào câu hỏi trách nghiệm à, Cho các bạn học Để các bạn à, hiểu thêm về chuyên đề Hôm nay tôi sẽ minh họa cái phương pháp học chuyên đề phần kỹ năng à, phần chuyên đề 1 là kỹ năng thu thập và xử lý thông tin chuyên đề 2, kỹ năng phân tích giải quyết tình huống à, trong hành chính nhà nước. Thì như vậy là à, hôm nay tôi hướng dẫn minh họa cái phương pháp học tư duy à, thông qua hai cái chuyên đề này à, của kỹ, à, của phần 2, phần kỹ năng. À, sau đây tôi minh họa cái phương pháp như sau. À, chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại Sau đó chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm.vn Chú ý là đuôi vn à, Sau đó xuất hiện giao diện này là đúng rồi Các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi Thí dụ các bạn có ký danh ở mục số 1 mà các bạn kích nhầm chuột sang mục số 2 Thì các bạn không đăng nhập được Đăng ký từ xa gọi là ký danh à, Ví dụ như các bạn đăng nhập vào mục số 1 mà có ký danh Thì các bạn nhận để con chó đúng mục số 1 nhấn nó trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu các bạn chú ý phải giữ bí mật cái mật khẩu của mình nếu người khác biết được đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa à, vì vậy các bạn phải chú ý bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thế như vậy phương pháp học gọi là à, chúng ta vừa học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm vừa học lý thuyết thì các bạn có thể tải các cái file tài liệu ở trên phần mềm nếu mà thầy đã up lên rồi có những tài liệu mà file nó dài thì chưa up lên phần mềm thì các bạn tải trên Google. Thí dụ như cái quyết định 3309 này, nó rất là dài, khoảng 500 trang. À, cho nên các bạn có thể tải trên Google. xin à, giới thiệu với các bạn như vậy. Sau đó các bạn, trước khi à, bây giờ các bạn mở, đăng nhập vào phần mềm xong. Hoặc là các bạn mở cái file này trước. À, sau đó các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ. À, điều khiển cửa số. Các bạn nhấn nút trái một lần thì nó thu nhỏ lại. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, các bạn nhấn nút trái thì nó mở lên. À, thì đây là biểu tượng à, điều khiển cửa số đó. Đối với Windows nó nằm bên góc tay tay phải trên cùng màn hình các bạn. À, đối với MacBook thì nằm bên tay trái. Các bạn chú ý chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái đó. Như vậy là các bạn mở cái file này thì nên các bạn mở trước, mở trước file đi. Thì sau các bạn thu nhỏ nó lại ở dưới màn hình. sau các bạn đăng nhập vào phần mềm. À, sau đó các bạn tìm câu hỏi trắc nghiệm à, trong phần mềm đây là danh mục à, hàng trăm à, trên một trăm à, tài liệu rồi. các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần các bạn ôn thôi để à, khá đầy đủ đây. thí dụ như là các bạn tìm đến phía dưới này này thì các bạn để ý là cái 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 quyết định 3309 này nó nằm phía dưới À thì ở đây các bạn thấy là à, mục mục câu hỏi trắc nghiệm phần 2 kỹ năng tài liệu mạch chuyên viên đây. Phần thứ hai đây, kỹ năng đây, chuyên đề 1 trên đề 2 đây. Thì các bạn để con trỏ tại cái mục mà kỹ năng chuyên đề 1 trên đề 2 các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần. Đó. Thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn tìm thấy thực hiện đề thi. Các bạn nhấn nút trái chuột sau đó các bạn start tiếng anh bắt đầu các bạn nhấn nút trái chuột à, học học lần đầu nữa thì các bạn để ý học uh, lần đầu thì uh, chúng ta chưa cần phải làm bài uh, học các lần sau thì các bạn có thể uh, kiểm tra kiến thức của mình thông qua cái việc các bạn làm bài làm bài là gì các bạn chọn phương án một trong bốn phương án này các bạn lựa chọn một phương án nào đúng hơn cả các bạn chọn thí dụ có có trường hợp a đúng b đúng nhưng mà b đúng hơn a các bạn phải chọn b. À, à, các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình như này. Bây giờ đang học lần đầu các bạn cũng để ngay à, đưa mũi tên chuột vào cái chữ finish thì có nghĩa là hoàn thành. Xem mình đã hoàn thành. Thế còn mà khi các bạn làm bài muốn nộp bài sớm thì cũng finish, nhấn nó trái chuột liên tiếp một lần hoặc hai lần. Các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, à, Cứ bình tĩnh tìm thấy cái chữ nộp bài và kết thúc này các bạn nhấn nút trái chuột một lần vào nộp bài kết thúc sau xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc Đấy, sau đó phần mềm nó hướng dẫn các bạn à, là đọc các cái hướng dẫn ở trên cái nền vàng đó, các bạn chú ý để hướng dẫn trên nền vàng thí dụ như loại câu hỏi về à, về khái niệm à, thì ví dụ các bạn thông tin quản lý là gì thì đây là hỏi về khái niệm này thì phương án a phương án b phương án c phương án d thì đáp văn đúng trên nền vàng đây là toàn bộ thông tin phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tổ chức và à, cho việc ra quyết định à, của nhà quản lý. Thì như vậy là căn cứ vào phần 2 chuyên đề 1 trang 217. Thì đây là loại câu hỏi khái niệm. Thì các bạn kích chuột vào file này. Đó, thì các bạn đọc cái cái chuyên chuyên đề à, chuyên đề các bạn tìm đến cái chuyên đề 2 À, chuyên đề 1 ở phía trên này. Đó, nhưng mà đây đang nói về chuyên đề 1. Thì đương nhiên các bạn phải di chuyển con trỏ lên đi tìm chuyên đề 1. Đó, thì các bạn cứ các các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm. Thì các bạn sẽ thấy được là à, các các bạn có hai cách, một là các bạn tra trên tài liệu này. À, cách thứ hai là các bạn đọc à, ở dưới cái nền vàng đấy. Ở dưới cái cái cái, cái nền vàng là cũng đã có cho 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 các bạn đọc đó thì các bạn để ý ở đây là chuyên đề một này nó hơi dài đấy rất dài cho nên các bạn mà mà đi tìm nó cũng rất mất thời gian đấy đó. cho nên là chia nhỏ câu hỏi ra để chúng ta học thì nó nó nhanh hơn đó thì các bạn để ý đây à. thì như vậy là chúng ta di chuyển con trỏ đi tìm À, thì các bạn thấy là ở đây là chuyên đề 2 này. À rồi các bạn à, chú ý là chúng ta di chuyển cứ bình tĩnh tìm lên chuyên đề 1. Đó thì cái này là cái, nó, nó nó hơi hơi dài đó. Thì à, các bạn à, chú ý là cái cách thứ nhất à, các bạn à, theo cái hướng dẫn ở à, của phần mềm là các bạn tra vào trang à, trang trang bao, bao nhiêu đây? Đó, thì ở đây các bạn tra vào trang 217. Đó, thì các bạn tra 2 217. Đó. Thì uh, 219 đây này cho đến 217 để các bạn uh, thấy là anh có cơ sở của nó. Đó, thì ở đây 217 thì các bạn để để ý ở đây uh, từ các cái phân tích trên okay, có thể hiểu thông tin quản lý là toàn bộ à uh, Thông tin phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tổ chức và cho việc giải quyết à, quyết định của nhà nước. đó đấy Đây chính là cái, cái khái niệm về thông tin quản lý là gì. Chữ y nghiêng đây. Trang 217 các bạn chỉ dấu trừ nó thu nhỏ lại. Đó là cách các bạn đọc tài liệu. Còn nếu các bạn đọc trên nền vàng đây à, thì có thể thay cho việc đọc tài liệu. Thì các bạn sẽ giải thích căn cứ vào cái đáp án đúng này. Thì các bạn có thể A vì sao lại không đúng B là vì sao không đúng à, Chẳng hạn như là C vì sao không đúng Vì sao cái phương án D lại đúng Thì như vậy các bạn thấy là cái định nghĩa toàn bộ này thì Có những định nghĩa này Nó thiếu đi một cái cụm từ nào đó đã cái phương pháp là như vậy này à, Cái phương pháp học các cái khái niệm định nghĩa à, Thì các bạn chú ý Thì bây giờ sang cái câu khác chẳng hạn Hay là các bạn thấy là Thay vì đọc tài liệu này này Thí dụ câu 4 này là câu câu 4 đây đâu là yêu cầu à, đối với thông tin thu thập thì các bạn để ý ở đây có cả 3 phương án được b c d thì nó tóm tắt lý thuyết trên nền vàng đây các bạn có thể thay vì các bạn phải đọc à, các bạn đọc thì rất tốt à, từ trang 223 đến trang 20, 24 à, và các bạn ghi nhớ nội dung các phương án thì tóm tắt lại à, yêu cầu đối với thông tin thu thập trên nền vàng thì tóm tắt hộ các bạn ra đây. Để các bạn có thể đọc trực tiếp trang 223, trang 224 hoặc cách thứ hai là các bạn đọc trực tiếp ở trên cái nền vàng này thì nó tiết kiệm một thời gian cho các bạn. Đấy. Những cái tóm tắt trên nền vàng thì các bạn cần phải ghi nhớ. Đó. thế thì các bạn cái, cái cách học chuyên đề thì nó khác các tài liệu luật thông tư nghị định ở chỗ đó thì các bạn thay vì phải đọc từ 223 đến 224 thì các bạn đọc là các yêu cầu đối với thông tin thu thập thể hiện ở trên cái nền vàng này các bạn chú ý và các bạn ghi nhớ các thông tin này thế thì các bạn có hai cách có thể các bạn đọc trên nền vàng rồi các bạn có thời gian các bạn lại đọc trên trang 223, 224 để giải quyết cái tình huống này giải quyết cái tình huống đâu đâu là yếu tố đối với thông tin thu thập đó thì như vậy các bạn có thể à, phải cung cấp thông tin cho các bạn hai cái phương pháp phương pháp thứ nhất là đọc trên cái nền vàng này phương pháp thứ hai các bạn đọc trên trang 223 đến trang 224 để giải quyết câu hỏi này đó thì các bạn chú ý thí à, dụ như là cái câu tiếp theo nguồn thông tin sẵn có từ các chủ thể khác cung cấp là thông tin gì? thì đây là cũng là một cái khái niệm phương án A là thông tin trung cấp, phương án B là thông tin cao cấp, phương án C thông tin sơ cấp hoặc là à, là thông thông tin sơ cấp hoặc là thông tin thứ cấp thì phương án ở đây chính là thông tin sơ cấp. À, các bạn để ý phương án đúng đây là thông tin à, thứ cấp như vậy thông tin sơ cấp hoặc thông tin thứ cấp thì à, chúng ta để ý là cái phương án mà có hai giá trị đó có có hai giá trị thì các bạn thấy rằng là à, có một giá trị đúng một giá trị sai đó thế còn lại là thì các bạn hãy hiểu này thông tin thứ cấp à, thì các bạn có thể là lấy ở các cái nguồn khác ví dụ có cái nguồn thông tin các bạn đọc ở một cái tài liệu khác thì bạn lấy ở đó chính là thứ cấp đấy. Thì như vậy đáp án đúng đây là thông tin thứ cấp Như vậy cái giá trị thông tin trung cấp nó không có trong tài liệu Thông tin cao cấp không có tài liệu Phương án C thông tin thứ cấp hoặc là thông tin sơ cấp Thì ở đây nó sai cái cái thông tin sơ cấp có chữ hoặc đây cho nên nó bị loại trừ Thì đáp án đúng là thông tin thứ, thứ cấp Tức đến đây các bạn có thể tìm được cái cụm từ để nhận diện cho nó nhanh Tức là các thông tin mà nó có sẵn từ các chủ thể khác cung cấp đó, ví dụ như các bạn đọc thông tin ở trên các cái tạp chí khoa học vân vân, thì bạn bạn làm luận văn hay cái gì đó thì bạn lấy các thông tin đó, thì cái nguồn thông tin đó có sẵn rồi do các chủ thể khác cung cấp thì nó sẽ gọi là thông tin thứ cấp. Thế còn thông tin sơ cấp là gì? thì các bạn lại có cái định nghĩa ở đây, thông tin mới được thu thập qua các phương pháp kỹ thuật nhất định đó là thông tin gì? thì các bạn để ý đây mới thì nó là thông tin sơ à, cấp phương án A thông tin thứ cấp thông tin sơ cấp thì có một giá trị sai là thứ cấp sai cho nên bị loại trừ phương án B thông tin sơ cấp thì là đúng phương án C thông tin cao cấp thì nó không có cái từ cao cấp không có từ trung cấp cho nên bị loại trừ các bạn đọc ở trên nền vàng này đó thì cái 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 phương pháp à, học chuyên đề à, theo các cái tài liệu thì các bạn chú ý cái, cái phương pháp học là như vậy hay là phương pháp làm cái câu sau đâu không phải là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp thì ở đây hỏi cái không phải thì các bạn phải tìm ra ba cái phải thì suy ra phương án còn lại là không phải Đó, thì tóm tắt trên nền vàng này có hai cách cách một các bạn đọc à, phần 2 chuyên đề 1 trang 225 đến trang 200 trang 226 và bạn nhớ ghi nhớ nội dung các phương án thì đây là cái hướng dẫn trên nền vàng đây à, như vậy là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp gồm à, có phỏng vấn là một thảo luận nhóm là hai bằng hỏi định lượng và truyền miệng đó thì như vậy chúng ta để ý là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp gồm có thứ nhất là quan sát này thứ hai là phỏng vấn này thứ ba là thảo luận nhóm này thứ tư là bảng hối định lượng này thứ năm là truyền miệng à, Chuyển truyền miệng với gọi điện hay là trao đổi à, thế thì đây là các cái phương pháp thu thập thông tin qua các nguồn sơ cấp để giải quyết câu hỏi này các bạn phải ghi nhớ các phương pháp à, thu thập thông tin qua các nguồn sơ cấp được thể hiện ở trang 225 đến đến trang 226 à, thầy đã tóm tắt ra nền vàng đây đây phương pháp làm này phương pháp làm loại câu này là các bạn tìm ra ba phương án à, là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại thì chính là à, không phải phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp à, làm như vậy nó rất bài bản à, vì, à, vì chúng ta chỉ cần thay giá trị nội dung của một phương án không phải à, thành một cái nội dung không phải thì nó ra một câu hỏi khác đấy cho nên vẫn phải bám vào tìm ra ba phương án là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp thì tóm tắt ở trên nền vàng này các bạn thấy này truyền miệng là có này đây truyền miệng này là có này quan sát là có này đó là đúng này này phỏng vấn là đúng này này đó các bạn thấy đây phỏng vấn đây đó, thì như vậy ở phương án A, B, C đều là một trong những phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp. Suy ra phương án còn lại là phương án D, hiệp thương không phải là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp. Đó, thì các bạn làm theo cái phương pháp đấy thì tóm tắt trên nền vàng tiết kiệm một thời gian cho các bạn. các bạn có thể hai cách, một là các bạn đọc trang 225 đến trong 226. phân giả cái tài liệu ra là nhiều đoạn mà. Đó hoặc là các bạn phải ghi nhớ tóm tắt trên nền vàng này để các bạn có thể làm các câu hỏi khác tương tự à, chứ không phải học một câu là biết một câu đâu các bạn phải nắm được à, cái phương pháp làm loại câu này và nhớ được các cái giá trị là phương pháp thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp ở trên cái nền vàng này để khi thay các giá trị trong phương án thì các bạn có thể làm được Đấy, cái, cái, cái phương pháp học là như vậy <laughs> chứ không phải học À, một câu là biết một câu Để mình hiểu nội dung thì mình tư duy nó ra Đó, Thì các bạn chú ý thế à, Thí dụ sang cái chuyên đề 2 à, Chuyên đề 2 à, Thì các bạn thấy đâu là nguyên tắc phân tích à, Giải quyết tình huống Thì đây là chuyên đề 2 của phần kỹ năng Thì ở đây để giải quyết đâu là nguyên tắc phân tích Giải quyết tình huống Các bạn có thể à, đọc chuyên đề 2 Trang 256 đến 257 thì à, ghi nhớ à, hoặc cách thứ hai là các bạn đọc ở trên nền vàng này các bạn phải ghi nhớ ba nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật rồi nguyên tắc khách quan trung thực rồi nguyên tắc chính xác nhanh chóng kịp thời thì đây là ba nguyên tắc thế thì các bạn đọc ở đây phương án a là cả ba phương án từ từ các bạn kết luận này nếu có một phương án sai thì loại trừ cả ba phương án bây giờ nguyên phương án b nguyên tắc khách quan trung thực đúng là một trong những nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống rồi c là nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật là đúng một trong những nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống rồi d nguyên tắc chính xác nhanh chóng kịp thời cũng là một trong những nguyên tắc giải quyết tình huống rồi như vậy b c d đều là những nguyên tắc giải quyết tình huống cho nên suy ra chúng ta phải chọn cả ba phương án là câu trả lời đáp án trên nền vàng đây các bạn ghi nhớ ba cái cái nguyên nguyên tắc này thế thì ví dụ cái câu tiếp theo đâu không phải là nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống thì đây lại rơi vào cái loại câu là gì chúng ta phải tìm ra ba cái phải trừ ba cái phải ra còn một cái không phải tức là tìm ra ba phương án là nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống à như vậy phương án a nguyên tắc chính xác nhanh chóng kịp thời là đúng rồi vì các vừa phân tích trên mà b nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật là đúng rồi phương án d là nguyên tắc khách quan trung thực là đúng rồi suy ra phương án còn lại là nguyên tắc công khai minh bạch không phải là nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống à, là cái câu trả lời cho câu hỏi này À, như vậy các bạn phải nắm được ba cái nguyên tắc này để các bạn làm hàng loạt câu à, hỏi về à, nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống rồi hỏi về không phải nguyên tắc giải quyết tình huống à, thì các bạn nắm được cái phương pháp như vậy các bạn tư duy rằng là là các bạn sẽ làm được đó rất rất tuyệt vời thí à, dụ như ở đây lại cũng hỏi là đâu không phải là kỹ năng phân tích tình huống à, trong hành chính nhà nước thì phần mềm đã hướng dẫn các bạn đọc từ trang 57 đến trang 264, chuyên đề 2. Thì các bạn ghi nhớ kỹ năng phân tích tình huống trong hành chính nhà nước. Thì ở đây có 3 kỹ năng. À, kỹ năng thứ nhất là phân tích phạm vi, mức độ ảnh hưởng của tình huống. Kỹ năng thứ hai là phân tích mức độ quan quan trọng, cấp thiết của tình huống. Kỹ năng thứ ba là phân tích bản chất pháp lý của tình huống. Thì phần mềm hướng dẫn các bạn cũng phải làm như trên. Tìm ra 3 phương án là kỹ năng phân tích của tình huống Thì các bạn có thể ghi nhớ Ở trên nền vàng Để làm hàng loạt câu hỏi tương tự như thế này Đó Thì các bạn thấy là phương án A Phân tích mức độ quan trọng cấp thiết của tình huống à, Là đúng như à, Đúng như à, Trong cái tóm tắt dưới này rồi Đó Phương án B từ từ cả đọc phương án B chẳng hạn Phương án C phân tích bản chất pháp lý của tình huống Là đúng rồi Phương án D phân tích phạm vi Mức độ ảnh hưởng của tình huống là đúng rồi. Như vậy A, C và D đều nằm trong ba kỹ năng phân tích tình huống trong hành chính nhà nước. Suy ra phương án còn lại là phương án B phân tích mối quan hệ của tình huống trong hành chính nhà nước. Thì nó không đúng như trong tài liệu cho nên nó chính là phương án không phải là kỹ năng phân tích tình huống nhà nước. Các bạn thay cái giá trị ở phương án B này thí dụ như thay bằng là à, phân tích à, tương quan hồi quy chẳng hạn thì nó cũng không phải là một kỹ năng phân tích à, trong tình huống nhà nước à, vì có nội dung không đúng như trong tài liệu mà thế thì à, chúng ta chỉ cần thay một cái giá trị có nội dung không đúng thì chúng ta đường một câu hội mới giữ nguyên ba phương án đúng à, là kỹ năng phân tích tình huống là chúng ta có một câu đấy các bạn chú ý cho nên vì sao chúng ta phải chọn cái cách học là tìm ra ba phương án là kỹ năng phân tích tình huống à, trong hành chính nhà nước thì suy ra phương án còn lại nó là cái gì đó thì tùy mỗi câu đó, học một biết 10 mà chúng ta phải học theo phương pháp là à, hiểu nội dung và dùng phương pháp tư duy để kỳ thi chính thức diễn ra ra à, đề cứ gì táng làm được như vậy học là có hai mục đích mục đích thứ nhất là vượt qua kỳ thi mục đích thứ hai chúng ta có kiến thức chúng ta làm việc tốt hơn đó chúng ta cho các các bạn chú ý à, thí dụ là à, thí dụ như à, cái câu tiếp theo ở đây cũng là hướng dẫn các bạn này à, kỹ năng giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước thì đâu không phải là yêu cầu đối với việc giải quyết tình huống thì ở đây là cũng hỏi đâu không phải là yêu cầu thì các bạn phải tìm ra ba phương án là yêu cầu đối với việc giải quyết tình huống suy ra phương án còn lại thì sẽ không phải là yêu cầu đối với giải quyết tình huống các bạn đọc cái tóm tắt trên nền vàng này và ghi nhớ được là bốn yêu cầu với việc giải quyết tình huống. Thì thay vì các bạn phải đọc từ trang 264 đến 265, các bạn ghi nhớ bốn cái tình huống này. Sau đó các bạn có thời gian các bạn đọc chuyên đề 2 trang 264 trang 265 để các bạn nắm sâu sắc thêm để giải quyết câu hỏi này. Đó, cái phương pháp học là như vậy này. Như vậy thông qua câu hỏi trắc nghiệm để các bạn đọc tài liệu à, từng ý một thì nó sâu sắc à, để giải quyết câu hỏi đó nếu các bạn chỉ đọc mình cái tài liệu đấy không thì chắc chắn kỳ thi chính thức mà rơi à, mà thi à, dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm là các bạn lung tung à, chứ còn thi viết thì các bạn có thể phân tích được nhưng mà thi trắc nghiệm là nó khách quan nhất à, thì các bạn có thể vừa hiểu được tài liệu các bạn vừa hiểu được phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm nó hỗ trợ các bạn thì như vậy là các bạn có nhu cầu Đăng nhập vào phần mềm để Hãy liên hệ với Thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang Các bạn có thể kết thúc Phiên làm việc của mình Thì chỉ vào góc phải trên cùng màn hình này, Nhấn nút trái này Thì xuất hiện chữ thoát này Nếu các bạn muốn học cái, lại cái mục này Và học các mục khác Thì các bạn để vào cái cái, cái số 1 này, này Một la mã này Các bạn nhấn nút trái chuột Thì nó lại quay lại Cái cái màn hình ghi cái giao diện để các bạn học các cái tài liệu khác hoặc là các bạn học lại cái cái tài liệu tôi vừa trình bày các bạn thoát ra khỏi phần mềm thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này để xuất hiện chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm bóng mật cái mật khẩu của mình các bạn chỉ vào dấu chéo để tắt cửa sổ nhấn nút trái chuột, chỉ chuột vào dấu chéo nhấn nút trái như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp mà học câu hỏi trách nghiệm theo cái phương pháp tư duy được minh họa qua cái tài liệu phần 2 kỹ năng chuyên đề 1 và chuyên đề 2 các bạn có, có thể là có nhu cầu gọi điện hoặc kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn